Dương Nghĩa và Phong Linh kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, với chủ đề trẻ em, văn phòng phẩm Mua Gì Ở Đâu hôm nay sẽ mang đến những thông tin thú vị về các sản phẩm cần thiết cho ngày tựu trường cũng như các món ăn dinh dưỡng cho trẻ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, năm học mới sắp đến rồi, thị trường đồ dùng học tập lại trở nên sôi động. Đặc biệt là năm nay, xu hướng tiêu dùng nổi bật của các phụ huynh đó là tìm mua các dụng cụ học tập an toàn cho sức khỏe của trẻ. Và nắm bắt được xu hướng đó, các nhà sản xuất, phân phối đã tung ra các sản phẩm đồ dùng học tập đạt được những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Một trong những mặt hàng sôi động trên thị trường năm nay là cặp sách và ba lô. Ngoài tiêu chí bền đẹp, chất lượng còn có các dòng cặp sách được thiết kế thông minh có lợi cho sức khỏe của trẻ. Điển hình là sản phẩm cặp chống gù cao cấp, có khả năng chống cong vẹo cột sống theo tiêu chuẩn châu Âu của thương hiệu Miti. Cặp có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ vệ sinh và màu sắc đa dạng. Bên cạnh đó, cặp còn có thể nổi lên nếu bị rơi xuống nước. Ngoài ra còn có các dòng ba lô cặp sách siêu nhẹ với màu sắc bắt mắt, kiểu dáng phong phú, mẫu mã được cải tiến nhiều để phù hợp với các đối tượng học sinh, giá trung bình từ 299.000 đến 429.000 đồng một chiếc. Năm nay chúng tôi tung ra rất là nhiều mẫu mã mới, đặc biệt đó là cái dòng sản phẩm mà có chức năng mà tốt cho sức khỏe cho các em. Tình hình cái tín hiệu thị trường rất là tốt. Hiện tại đến bây giờ chúng tôi cung cấp là đã vượt được so năm ngoái khoảng 20%. Bên cạnh thị trường cặp sách, đồ dùng học tập cũng là mặt hàng được phụ huynh quan tâm. Đây là thời điểm thị trường đồ dùng học tập tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp, phụ huynh cần tìm đến những địa chỉ đáng tin cậy để có sự an tâm về chất lượng cũng như giá cả. Thưa quý khán giả, ngay sau đây là một điều thú vị mà biên tập viên Hà Nghi sẽ mang đến cho chúng ta. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé! Quý vị khán giả thân mến, khi mà nhắc đến bánh bông lan thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loại bánh bông lan truyền thống với sự mềm mềm bên trong và vàng ươm bên ngoài. Và hôm nay chương trình Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu đến quý khán giả một loại bánh bông lan. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong khám phá nhé! Bánh lơ Castella là một loại bánh dạng sponge cake, bánh bông xốp mềm được làm với thành phần chính là đường, bột, trứng. Bên cạnh hương vị truyền thống của bánh Le Castro Original thì thực khách còn có thêm 3 hương vị đặc biệt nữa, đó là phô mai, trà bông Đài Loan rong biển và sô-cô-la. Bánh được làm từ những nguyên liệu nhập khẩu Đài Loan như bột mì organic, đường ăn kiêng với tỷ lệ vừa đủ để tạo cho bánh vị ngọt nhẹ, thanh và không gây ngán. Ngoài ra, trà bông rong biển, sô-cô-la nguyên chất cũng là hai nguyên liệu không thể thiếu để làm nên mùi vị không lẫn vào đâu được của loại bánh này. Cảm giác là bánh không quá ngọt, mềm và độ xốp có, cheese không quá béo, vừa phải. Quý khách hàng có thể thưởng thức loại bánh bông lan đặc biệt này tại địa chỉ số 58 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 với mức giá là 149.000 đồng cho các loại bánh vị phô mai, sô-cô-la, trà bông rong biển và 119.000 đồng cho bánh original. Chuyển sang phần tin tức khác, thưa quý vị, thêm hai cửa hàng thực phẩm an toàn tiện lợi CoFood đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đó là CoFood Tân Trụ tại quận Tân Bình và CoFood Chợ Thủ Đức tại quận Thủ Đức. Như vậy, hệ thống cửa hàng thực phẩm CoFood đã có 145 điểm bán hàng, trong đó 14 cửa hàng kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương hiệu, có mặt tại tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác như Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ, Phan Thiết. CoFood Tân Trụ và chợ Thủ Đức có diện tích gần 200m², kinh doanh hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu, gồm các ngành hàng, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng. Trong thời gian khai trương, cửa hàng thực hiện chương trình khuyến mãi lên đến 50% nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu và chương trình rút thăm trúng thưởng 100% những phần quà thiết thực cho khách hàng. Việc phát triển mô hình CoFood của Sài Gòn Co-op sẽ mang đến lợi ích kép vì vừa giúp đẩy nhanh độ phủ của điểm phân phối hàng Việt và hàng bình ổn giá, vừa giúp người tiêu dùng tại các khu dân cư, khu công nghiệp có thêm điểm mua thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Việc mua sắm sách giáo khoa, dụng cụ học tập cũng như đồ dùng thiết yếu đang bước vào thời kỳ cao điểm. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là hiện nay đã xuất hiện các sách in lậu. Cụ thể là tại thị trường tỉnh Đắk Lắk và nếu như không quan sát kỹ, khách hàng rất có thể sẽ mua nhầm sách giả.
Sách vở in lậu chủ yếu là vở bài tập toán, tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, sách bài tập các môn chính từ lớp 6 đến lớp 12, sách tin học, đặc biệt là sách tiếng Anh của khối tiểu học và trung học cơ sở. Các loại sách này thường được bán ở các đại lý nhỏ lẻ. Điều đáng lo ngại đó là sách in lậu có chịu sai sót, hình ảnh trong bài học không rõ ràng, bị chòe, màu sắc không đồng đều, dẫn đến sai lệch nội dung, kiến thức, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, chất lượng của sách in lậu rất kém. Để tiết kiệm chi phí, những người in sách lậu thường sử dụng giấy bỏng, khổ giỏ để in. Việc kim đóng sách cũng không đảm bảo, do đó độ bền không cao. Trong bài là có yêu cầu là cứ 4 ghế xếp vào một bàn, thì hỏi có 32 cái ghế thì xếp được bao nhiêu bàn. Thì bên này thì chúng ta nhìn thấy rõ là bàn và ghế là rõ nét. Và ở tại cái cuốn sách in lậu thì chúng ta không thể hình dung được đây là cái bàn hoặc là có bao nhiêu cái ghế tại cuốn sách lậu này. Như vậy, với nội dung như thế này thì chắc chắn là cái việc học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Rất khó để phân biệt đâu là sách thật, đâu là sách giả nếu chỉ nhìn bên ngoài bìa. Đó là câu trả lời của nhiều khách hàng khi được hỏi về cách phân biệt sách thật và sách in lậu. Thì tôi cũng nghe có một số thông tin là sách in lậu nên là tôi cũng lo lắng lắm. Thì tôi sợ nhiều khi đang mua sách cho con không có dám mua mấy cái đại lý lẻ tẻ ngoài, sợ không đảm bảo cái cho con nó học, nên tôi thường lựa chọn vào các cái công ty lớn uy tín. Theo đại diện của công ty cổ phần sách thiết bị trường học Đắk Lắk thì cách nhận biết sách thật đó là màu sắc đẹp, rõ ràng, đặc biệt là có dán tem ở giữa in hình logo nhà xuất bản giáo dục, vòng tròn bên ngoài của tem có dòng chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được in rõ ràng. Còn đối với sách giả, do được scan bìa và photo lại nên màu sắc thường nhạt, hình ảnh không rõ nét, nội dung các bài học không rõ ràng, những hình ảnh minh họa cho bài học thường bị nhòe. Thì cái vấn đề nhận biết sách thật và sách giả thì cũng nếu mà chúng ta mà nhìn vào bằng mắt thường thì rất khó, bởi vì cái hệ thống tem thì cái hệ thống tem in dán tại bìa 4 thì giữa tem giả và tem thật thì nhìn cũng rất là giống nhau. Cái vấn đề mà phân biệt tem thì chỉ có sử dụng cái kỹ thuật chuyên môn, tức là sử dụng các cái máy để soi tem thì chúng ta mới nhận biết được. Còn đối với người mua hàng thì cái vấn đề là nhìn qua tem này thì rất là khó. Ngoài những cách phân biệt bằng việc kiểm tra bìa sách và nội dung bài học, thì việc chọn những công ty, những nhà sách lớn có uy tín trên thị trường để mua sắm cũng giúp cho phụ huynh và học sinh tránh mua phải sách giả. Phong Linh nè, trong chuyên mục mắt nhỏ của chương trình anh thấy em có rất là nhiều món ăn hay giới thiệu đến cho quý vị khán giả. Vậy thì hôm nay nhân dịp tựu trường đến rồi, em có món nào dành cho quý phụ huynh để có thể tẩm bổ cho con em mình không? Chắc chắn là có rồi, xin được giới thiệu với anh Hiếu Nghĩa cùng tất cả quý vị một món ăn rất giàu chất dinh dưỡng mà thao tác chế biến lại nhanh nữa, đó chính là món tôm cuộn xù. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhé. We'll be right back.
đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý khán giả có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Quý vị khán giả có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube theo địa chỉ trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.